đây là bộ phim cuối cùng được quay bên trong Tử Cấm Thành. Nhiều người thường lầm tưởng rằng những bộ phim cổ trang của Trung Quốc được quay tại Tử Cấm Thành. Thế nhưng thực tế thì việc ghi hình tại đây đã bị cấm từ rất lâu. Bộ phim cuối cùng được ghi nhận là quay trực tiếp bên trong Tử Cấm Thành là Hoàng Đế Cuối Cùng, tác phẩm tiểu sử năm 1987 của đạo diễn người Ý Bernardo Bertolucci, dựa trên cuộc đời của Phổ Nghi, vị hoàng đế cuối cùng của Trung Quốc. Bộ phim khắc họa cuộc đời của Phổ Nghi từ lúc lên ngôi khi còn rất nhỏ cho tới lúc bị giam giữ và phóng thích bởi chính quyền Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, sau đó sống những năm cuối đời tại đây. Bộ phim không chỉ tập trung vào cuộc sống của Phổ Nghi trong Tử Cấm Thành mà còn miêu tả hậu quả của sự thay đổi thể chế chính trị và xã hội tại Trung Quốc trong thế kỷ 20. Có lẽ vì sự quan trọng của câu chuyện, bộ phim thậm chí còn được chính phủ Trung Quốc tài trợ một phần. Đây chính là tác phẩm duy nhất có đặc quyền quay phim tại Điện Thái Hòa, cung điện lớn nhất trong Tử Cấm Thành, nơi biểu trưng cho quyền lực của hoàng đế. The Last Emperor chiến thắng đến 9 giải Oscar và là bộ phim giới thiệu đất nước Trung Quốc đến toàn thế giới.